con dúi này. Ôi, bắt gãy cả răng con dúi này. À, nó không cắn. À! Ô, sao mắt nó lại mù hết thế này? Chọc vào mắt nó. Chọc vào mắt nó. À, thế à. Con này được mấy cân hả con? Một cân ba. Không nhìn thấy nữa rồi. Vừa mới mua được con dúi quá. Sống nguyên, khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Trông như con chuột nhưng mà to lắm. Con dúi đây, ừ, trông như con chuột. Con này bị gãy răng rồi, gãy mất một cái răng mà cũng cắn ác lắm. Rồi, tí phải bỏ cái rau gì nó ăn. Thế thì con chuột dữ lắm. Đâu rồi? Đây, mấy cái chìa khóa này chọc. Ui rồi, càng cắn này. Con dúi này nó bị mù các bạn ạ, không nhìn thấy. Tính giác và khứu giác của nó rất là tốt. Động chỗ nào nó biết chỗ đấy. Không hiểu làm sao mà hai mắt nó lại không nhìn được. Nó tịt vào. Chắc người ta chọc vào mắt nó sao ấy. Ơi. Yêu phết như con chuột, giống hệt con chuột. Ui dồi, cắn. Con này răng ác. Kiếm cái gì để cắn đấy. Rất thích cắn. Cắn đi. Mày cắn cái lò xo của tao hỏng thì tao bảo. Nói vậy vẫn cắn là con này nào. Không được cắn nữa. Cắn à? Con này hư nhỉ? Cắn hỏng. Hỏng của tao. Hỏng của tao. Tao bắt nụ chuột làm sao được. Con này hư. Hư. À, lại cắn. Rồi nhé, thế nhé. Đây này. Con này nó bị mù rồi. Mù á? Ừ, để biết người ta chọc. Mù à, chọc. Ăn đi. Ôi dồi ôi. Còn dữ vậy. Đúng rồi, ăn đi. Ăn đi, tao cho mày ăn đấy. Gãy một cái răng.
Không ăn à? Ok, đi nó ăn.